Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Có vận trình được bề trên ban phúc, xua tan vận hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tuần lễ vàng trong tháng 7 cô hồn, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, cầu Phật Phật độ, ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, trả sạch nợ nần, giàu sang hết phần thiên hạ, nếu biết được điều này. Hình tượng Ngọ, ngựa trong tiếng Hán cổ, bên trái trông như một cái mác, cũng có thể hình dung một mũi tên vừa bay ra khỏi cung hay cái chày giã gạo. Chữ Ngọ gợi cho ta cảm giác về một dụng cụ hữu ích, mạnh mẽ và đang chuyển động. Ký tự phong thủy bên phải của Ngọ cũng gây ấn tượng về một nguồn năng lượng tự nhiên mạnh mẽ. Người tuổi Mậu Ngọ không quan tâm nhiều tới tiền bạc, khi có tiền họ sẽ tiêu, khi hết tiền họ sẽ kiếm thêm tiền, với họ tiền không làm nên hạnh phúc. Tuổi Mậu Ngọ coi tiền bạc như lớp kem phủ trên chiếc bánh gato, cũng cần có một chút, họ sẽ tiêu tiền vào những việc lý thú thay vì tích cóp chúng. Quản lý tiền tốt, nhưng họ thường mất hứng thú với mục tiêu kiếm tiền của mình, mong muốn thử nghiệm mọi thứ và khả năng nắm bắt dễ dàng những vấn đề mới, giúp tuổi Mậu Ngọ phù hợp với hầu hết công việc. Tuy nhiên, họ cần cân nhắc khi chọn những ngành nghề đi kèm mệnh lệnh và quy tắc cứng nhắc, con giáp này cũng sẽ từ bỏ những công việc mình cho là nhàm chán. Nhờ giỏi giao tiếp, nên tuổi Mậu Ngọ sẽ thuận lợi trong các công việc cần tiếp xúc với nhiều người. Nhu cầu được độc lập và dựa vào chính mình khiến họ thèm muốn quyền lực và phù hợp với các nghề nghiệp trong lĩnh vực thông tin đại chúng. Một số lựa chọn nghề nghiệp tốt cho tuổi Mậu Ngọ: giáo viên dạy văn học hoặc ngoại ngữ, phiên dịch, nhà báo, người làm công tác quảng cáo, diễn viên, nhân viên kinh doanh. Người tuổi Mậu Ngọ quý trọng tự do và tôn thờ độc lập, là con giáp dương, Mậu Ngọ rất cần nhiều không gian để lang thang, tuổi này không thể chịu được các lịch trình. Thời gian biểu cứng nhắc cũng như các quy định và quy tắc nhỏ nhặt, đơn giản là họ không có đủ thời gian hoặc sự kiên nhẫn cho những thứ này. Người tuổi Mậu Ngọ năng động, tràn đầy năng lượng và lòng nhiệt huyết, đa số họ sinh ra để làm việc, tuổi này thường lao động hết mình, bất kể đó là việc gì, mệt mỏi hay khó khăn, chồng chất không thể ngăn họ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, tố chất mạnh mẽ và bền bỉ này giúp họ trở thành những nhân viên xuất sắc. Trong tất cả các tuổi, Ngọ là con giáp dũng cảm nhất, cũng giống như những chú ngựa can đảm, bao đời giúp con người di chuyển trên những chặng đường dài hay đương đầu với kẻ thù trong các cuộc chiến khốc liệt. Người tuổi Mậu Ngọ thể hiện sức mạnh nội tâm, mãnh liệt và quyết tâm sắt đá, ngay cả khi phải đối đầu với khủng hoảng và khó khăn. Họ vẫn tiến lên phía trước, họ luôn muốn dốc hết sức lực của mình để thử thêm một lần cuối, đó cũng là biểu hiện của sự tự tin to lớn trong họ. Tuổi Mậu Ngọ sẵn sàng đối đầu với thử thách ngày càng khó khăn hơn, tràn đầy dũng khí, họ sốt sắng vượt qua dòng sông trở ngại. Không chỉ mạnh mẽ, người tuổi Mậu Ngọ còn là những con người đáng tin cậy, chân thật và trung thành. Nếu đã hứa hẹn điều gì, họ sẽ cố gắng hết mình để thực hiện, họ chẳng mấy khi khiến bạn phải thất vọng. Tuy rất kiêu hãnh và tự lập, người tuổi Mậu Ngọ vẫn cần bạn đồng hành. Họ cần một bờ vai để có thể chung sống hài hòa, để được chỉ dẫn khuyên nhủ, cũng giống như ngựa tốt, cần đến bàn tay chăm sóc của người cưỡi. Tuổi Mậu Ngọ cần có bạn bè hoặc bạn đời tốt để bộc lộ toàn bộ sức mạnh và ý chí, hoạt bát, tốt bụng, mau miệng, hài hước. Người tuổi Mậu Ngọ thường thích hội hè và được nhiều người biết đến, nhiệt tình và thẳng thắn, họ rất dễ kết bạn. Các mối quan hệ xã hội cực kỳ quan trọng với người tuổi này và họ thường có nhiều bạn bè thân thiết. Họ thích dành phần lớn thời gian với một nhóm bạn và rất quan tâm tới cách người khác cảm nhận về mình, thật khó để người tuổi Mậu Ngọ giữ được bí mật cho riêng mình. Thoải mái, tự tin trước đám đông, người tuổi Mậu Ngọ là một diễn giả rất có sức thuyết phục, họ không ngại nói ra sự thật. Họ cũng quá chính trực và vô tư để có thể lùi bước trước sự bất công. Với trí thông minh tuyệt vời,
giúp tuổi Mậu Ngọ nắm bắt vấn đề mới một cách dễ dàng. Họ có khả năng thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ, nhưng không phải bao giờ cũng hoàn thành công việc đã bắt đầu, họ luôn mải mê săn đuổi cơ hội mới. Do có quá nhiều mối quan tâm, tuổi Mậu Ngọ thường chọn công việc theo hứng, họ hành động một cách bộc phát và hiếm khi cân nhắc chúng một cách kỹ lưỡng. Vì vỡ mộng, vì kết quả không được như mong muốn, họ có thể bỏ dở công việc và chuyển ngay sự chú ý sang vấn đề khác. Nhanh nhẹn và linh hoạt, người tuổi Mậu Ngọ thích nói năng, suy nghĩ, ăn uống và hành động một cách chóng vánh, do đó có xu hướng bỏ qua các chi tiết, họ yêu luyện tập, cả thể chất và tinh thần và để thỏa mãn tính thất thường của mình, họ thay đổi ý định liên tục và thậm chí thường xuyên mất hứng thú với các dự án trước khi chúng được hoàn thành. Nhờ đa tài, người tuổi Mậu Ngọ có thể thành công trong rất nhiều việc, tuy nhiên họ lại rất khó chịu đựng thất bại, nếu sự việc không thành, họ thường không thể làm tiếp công việc đã đổ vỡ. Tuổi Mậu Ngọ thường bướng bỉnh và cứng đầu, tính khí bốc lửa và khả năng thay đổi tâm trạng nhanh như gió, đôi khi khiến họ trở nên nguy hiểm. Con giáp này không bằng lòng với bất kỳ hình thức kiểm soát hay tạo áp lực nào và rất ghét bị dồn vào đường cùng. Trái lại, họ thích làm mọi việc theo cách riêng của mình. Người tuổi Mậu Ngọ có thể hơi quá tập trung vào bản thân và đôi khi còn nổi cơn tam bành khi mọi chuyện không được như ý. Khi ai đó xoa vuốt ngựa không đúng cách, nó sẽ cắn, đá hoặc đáp trả ngay không chút chần chừ. Cũng giống như vậy, người tuổi Mậu Ngọ thường phản ứng quyết liệt, để rồi sau đó lại hối tiếc về sự nóng nảy cũng như những lời nói nặng nề của mình. Dù khoác trên mình vẻ ngoài hòa đồng, tận sâu thẳm Ngọ vẫn là những kẻ nổi loạn mạnh mẽ. Tuổi Mậu Ngọ có sức hấp dẫn lớn với người khác giới và biết cách ăn mặc để gây ấn tượng, không chạy theo mốt hoặc tỏ ra sành điệu. Họ yêu nhanh và thôi yêu cũng nhanh như vậy và có thể bị gọi là những kẻ ăn chơi. Nhưng tuổi Mậu Ngọ lãng mạn, có thể từ bỏ tất cả vì tình yêu. Với tài ăn nói, các chàng trai tuổi Mậu Ngọ rất biết cách chinh phục trái tim người đẹp. Họ yêu ai cũng hết lòng, nhưng rồi cũng chóng nguội. Rất may là cá tính này tan biến dần cùng tuổi tác, các mối quan hệ sẽ ngày càng trở nên bền vững, ổn định. Tuổi Mậu Ngọ có sức khỏe tốt, có thể vì họ luôn giữ cái nhìn lạc quan về cuộc sống và ưa thể thao. Hãy dẫn ngựa ra ngoài và xem cách chúng hào hứng chạy trên các cánh đồng tự do. Ngựa thường chỉ ốm khi bị nhốt kín mà thôi. Đầu tiên là đánh giá tổng quan vận trình tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, đúng tháng 7 năm 2024 âm lịch. Tháng 7 âm lịch năm 2024, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Thìn, bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 8 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 2024 dương lịch. Thiên can Nhâm Thủy, địa chi thân kim, đặc trưng thiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Tử vi tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, nguyệt lệnh trường sinh cho thấy, dù tháng cô hồn với nhiều thách thức nhưng lại chính là cơ hội để con giáp tuổi Mậu Ngọ thể hiện sức sống và bản lĩnh mãnh liệt của mình. Bản mệnh là người tài hoa, hiểu biết nên được nhiều người nể trọng, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người ghen ghét, vì thế đi đâu cũng phải giữ vẻ khiêm tốn nếu không muốn gặp rắc rối. Rất nhiều người tuổi Mậu Ngọ trong tháng này có thể đạt được những mục tiêu, sự nghiệp mà mình đã theo đuổi từ lâu. Thiên vu các tinh, chủ sinh trưởng, hàng toàn tiến trước ghé thăm tuổi Dần trong tháng này sẽ mang đến không ít thuận lợi. Những ai làm kinh doanh nhờ sự nhanh nhạy của mình mà có thể thu được lợi nhuận lớn, kéo theo những thay đổi tích cực trong sự nghiệp. Tuy nhiên, tất yếu bên cạnh đó sẽ đi kèm thách thức về thời gian. Để giữ vững phong độ trong công việc, bạn sẽ phải hy sinh thời gian dành cho gia đình và người thương, điều này có thể dẫn đến xung đột trong các mối quan hệ. Tử vi tháng 7 năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ âm lịch, xuất hiện ngũ hành xung khắc là lời cảnh báo để bản mệnh cần học cách hạ bớt cái tôi. Nếu không muốn đẩy sự việc đi xa hơn, người độc thân dễ bị lừa gạt tình cảm nếu không tìm hiểu kỹ đối phương. Ảnh hưởng của đại hao nên bản mệnh có xu hướng tiêu pha thoải mái. Người tuổi Mậu Ngọ không muốn cân đo đong đếm vì nghĩ rằng mình làm việc quá vất vả để kiếm tiền cũng để tiêu mà thôi. Chi tiết cụ thể từng phương diện chính như sau. Về phương diện sự nghiệp, tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi Mậu Ngọ âm lịch, trong công việc, người tuổi Mậu Ngọ được khuyến khích giữ vững lập trường, sống đúng với bản thân, dù ngoại cảnh có xoay vần thế nào. Thực tế là không phải ai cũng công nhận năng lực và sự quyết tâm của bạn. Vì thế, hãy cứ tập trung, tránh xa những cá nhân tiêu cực hay chê bai bạn. Thiên quan dự báo có chuyện chẳng lành, nhưng là đều trong khả năng bạn có thể xử lý được. Thế nhưng, đây cũng là bài học để bạn phải rút kinh nghiệm sâu sắc hơn cho mình. Bạn nên tự nhắc nhở mình rằng hãy đối mặt với những hối tiếc và căng thẳng trong quá khứ để từ đó tìm hướng đi phù hợp trong tương lai. Nếu mãi để bản thân vương vấn những chuyện đã qua, bạn sẽ gặp rắc rối trong thời gian tới.
Tử vi tháng 7 năm 2024 này, những người tuổi Mậu Ngọ đang tìm kiếm công việc có thể gặp may mắn. Tuy nhiên, cần phải kiên trì và bình tĩnh trước khi đưa ra lựa chọn. Một số việc mang tính thách thức có thể là cơ hội để bạn nâng cấp năng lực của mình lên đấy nhé. Về phương diện tài lộc, về tài chính, bạn nên thận trọng trong chi tiêu, tránh phung phí, ảnh hưởng của đại hao, nên người tuổi Mậu Ngọ có xu hướng mua sắm tùy hứng, không có kế hoạch. Nếu muốn mua những món đồ công nghệ đắt tiền, thì bạn nên lên kế hoạch trước đó vài tháng để biết mỗi tháng bạn sẽ phải để dành bao nhiêu. Việc này rất tốt để tránh cho việc bạn đột ngột chi một khoản lớn, gây khó khăn cho tình hình tài chính của mình trong ngắn hạn. Thấp xích bay về phương Tây Bắc, những chuyện ngoài ý muốn cứ liên tiếp xảy ra với mệnh chủ. Vậy nên thời gian này người tuổi Mậu Ngọ nếu muốn chuyển chỗ ở hoặc mua nhà, bạn nên cân nhắc tình thế hiện tại trước khi đưa ra quyết định. Trong tháng 7 âm lịch cũng nhắc nhở, bạn nên chú ý đến những lựa chọn cá nhân, làm việc gì cũng nghĩ trước nghĩ sau, luôn hướng tới trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, nhất là những khoản tiền bạn chi ra làm việc gì cũng phải có mục đích lớn lao, sẽ tốt hơn là những hỗ trợ lặt vặt. Về phương diện tình cảm, tháng 7 âm lịch nóng bức nên con người dễ nóng giận, cáu gắt, nhất là với những ai có cái tôi cao như con giáp tuổi Mậu Ngọ, lại thêm ngũ hành xung khắc cho thấy. Tình hình nóng nảy của bản mệnh trong thời gian này là nguyên nhân gây ra rạn nứt trong các mối quan hệ, bao gồm cả với người thân hay với một nửa của mình. Có thể con giáp tuổi Mậu Ngọ cho rằng đó là tính cách của mình nên mọi người phải chấp nhận, thế nhưng nếu bạn không nhận ra sai lầm thì rất khó sửa đổi. Ngoài ra, tháng mới không nên tập trung hướng ra bên ngoài làm gì, điều bạn cần cải thiện mối quan hệ với gia đình, giải quyết các tình huống căng thẳng, gây mâu thuẫn với những người thân. Người tuổi Mậu Ngọ đừng xem thường sự xuất hiện của ngũ hành lục xung trong tháng này, kẻo tiền bạn kiếm được cũng tiêu tan hết, chỉ vì mang đi để giải quyết những mâu thuẫn căng thẳng. Bạn được yêu thương, chiều chuộng, nhưng vì hay buông ra những lời khó nghe, nên khiến đối phương cảm giác như bạn đang không trân trọng tình cảm của họ vậy. Về phương diện sức khỏe, tử vi tháng 7 năm 2024, tuổi Mậu Ngọ âm lịch, sức khỏe không thực sự như ý, không phải vì bạn lười, mà là do vận động quá sức. Yêu thích thể thao là điều tốt, nhưng con giáp tuổi Mậu Ngọ cũng phải hiểu hơn về cơ thể mình, để biết nền luyện tập thế nào là đủ. Bản mệnh rất dễ mắc một số bệnh trong mùa hè này, nhất là bệnh ngoài da, do đó nên tìm cách để bảo vệ làn da của mình cẩn thận. Không nên chủ quan, nhất là những ai thường xuyên làm việc ngoài trời, thì nên tìm cách che chắn cả da và nhớ đeo kính để tránh nắng. Tháng này sang tiết đại thử, bản mệnh nên quan tâm hơn tới vấn đề sức khỏe khi mà tỳ dễ bị tổn thương. Hơn nữa thì bạn làm việc muộn trong thời gian dài càng khiến sức đề kháng giảm hay bị ốm vặt, ảnh hưởng tới sức khỏe và công việc. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên lưu ý thường xuyên bổ sung đủ nước cho cơ thể, đừng đợi khát mới uống, mỗi lần uống phải uống từng ngụm nhỏ chứ không nên uống một hơi cho hết. Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, đúng tháng 7 âm lịch. Tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp thấy rằng, người tuổi Mậu Ngọ gặp thái tuế, nên vận trình nhiều điều không thuận lợi, sa sút hơn so với tuần trước. Khó khăn nhất là về công việc khi mà liên tiếp những rắc rối kéo tới, thời cơ không ủng hộ, lại thêm đồng nghiệp cạnh tranh gay gắt, khiến bản mệnh bôn ba lo lắng. Nhiều áp lực tài chính đến từ kiếp tài, bạn không tránh được mát mát hoặc tổn hao do sự thiếu bình tĩnh và không cẩn thận của mình. Sai lầm này là bài học thức tỉnh tuổi Mậu Ngọ đang còn mơ mơ màng màng, nếu không nhanh chóng chấn chỉnh lại thì bạn sẽ còn phải chịu nhiều tổn thất. Về chuyện tình cảm cũng không được như ý, khi mà ngũ hành ngày hầu như hình khắc với bạn, khiến cho hai người thiếu sự tương đồng, không chia sẻ cùng nhau dẫn tới khoảng cách, cuộc sống có nhiều va chạm. Bản thân nhạy cảm và hay nghi ngờ, khiến mối quan hệ thêm nặng nề và lạnh nhạt. Hai người cần tìm ra cách để trò chuyện và hiểu nhau hơn, đánh dồn nén quá lâu mà dẫn tới bùng nổ. Suy nghĩ lo lắng làm cho tinh thần của bạn không ổn định, lúc nào cũng căng thẳng ảnh hưởng tới thân thể. Sức khỏe không tốt sẽ làm chậm tiến độ công việc và hạn chế khả năng đánh giá, giải quyết sự việc. Nên tốt nhất là người tuổi Mậu Ngọ không nên đưa ra quyết định quan trọng trong thời gian này. Quý nhân, Ngọ, Tỵ, tiểu nhân, Thìn, Mão. Màu sắc may mắn, đen, vàng. Con số phát tài, 04, 78, 92. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần mới của tuổi Mậu Ngọ không thể nói là tốt, khi bạn liên tiếp gặp chướng ngại và lúc nào cũng bị người khác cản đường, nhưng có mất cũng có được.
Tả Phù mang tới cho con giáp này những người phụ tá, người bạn vô cùng nhanh nhẹn, ăn ý và có lòng trung thành, cùng nhau vượt qua giai đoạn gian nan. Thương quan báo hiệu, một tuần không thuận lợi trong công việc, dù cố gắng rất nhiều nhưng tác động của ngoại cảnh và sự phá hoại của tiểu nhân khiến bạn không đạt được kết quả như ý. Đồng tâm hiệp lực, tránh kích động và tập trung tuyệt đối vào mục tiêu của mình, đừng quá quan tâm tới những yếu tố bên ngoài. Tình cảm có thể nói là khá hơn một chút, nhưng người độc thân cũng không có nhiều hy vọng trong việc yêu đương, duyên số chưa tới, không thể cưỡng cầu, bạn không cần quá cấp bách mà lựa chọn sai lầm. Người đã có gia đình hãy lưu tâm tới sinh hoạt của bạn đời, tránh tình trạng không ai ngó ngàng tới ai. Sức khỏe đang tiến triển ổn định, tuổi Mậu Ngọ cần duy trì tình trạng hiện tại, đồng thời tăng cường tập luyện để nâng cao thể lực. Bất kể độ tuổi nào cũng nên vận động hàng ngày, đơn giản như leo cầu thang, đi bộ, làm việc nhà cũng giúp ích rất nhiều trong việc làm cho bản thân khỏe mạnh hơn. Quý nhân, Thìn, Dậu, tiểu nhân, Thân, Mùi, màu sắc may mắn, xanh lá, trắng, con số phát tài, 08, 59, 80. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần mới của tuổi Mậu Ngọ sáng sủa và hanh thông, may mắn tốt lành với nhiều điều vui vẻ, tâm trạng thoải mái, phấn khởi khiến cho bạn tiến hành công việc cũng nhanh nhẹn và hiệu quả hơn. Đối nhân xử thế tích cực, gặp ai cũng niềm nở, tự nhiên vận trình lại càng thêm hanh thông. Sự nghiệp tuy chưa thể một bước thành công, nhưng những kế hoạch mà con giáp này đề ra đều hoàn thành thỏa đáng. Thiên quan vừa giúp bạn ổn định, vững vàng, nhưng không thiếu sự trải nghiệm với những lĩnh vực có tính thử thách mới mẻ và thêm chút mạo hiểm để thử sức trong thời gian này. Tài lộc thu về không thiếu, nhưng xuất hiện đại hao khiến bạn mất khoản tiền lớn vì những việc bất ngờ hoặc bị trộm cắp tài sản. Thua thiệt này khiến tâm trạng của tuổi Mậu Ngọ trùng xuống, nhưng rất nhanh bạn lấy lại bình tĩnh và cố gắng rút kinh nghiệm để lần sau không lặp lại sự bị động này nữa. Vận trình tình cảm tươi sáng vô cùng, cơ hội tốt để bạn nghĩ tới chuyện thăng cấp cho tình yêu, để cả hai có thể danh chính ngôn thuận sống chung nhà cùng nhau. Kết hôn là chuyện hỷ, chỉ có thể giúp bạn cùng mọi người thêm rạng rỡ, góp phần làm không khí sôi động hơn. Quý nhân, Thân, Tuất, tiểu nhân, Tỵ, Mão, màu sắc may mắn, đỏ, tím, con số phát tài, 19, 62, 79. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Mậu Ngọ có thể nhận ra, con giáp này có nhiều điểm có thể vui mừng, ví dụ như tài chính rủng rỉnh hơn, chuyện tình cảm cũng thuận lợi, suôn sẻ hơn. Nhưng ở khía cạnh khác, bạn cũng phải lo toan cho gia đình và xu hướng sức khỏe giảm sút, không thể hoàn toàn yên tâm được. Công việc vừa khó, vừa dễ, có lúc thoải mái, có lúc lại khó khăn, thay đổi nhanh chóng, nên bạn cũng phải bắt nhịp thật nhanh, không để mình tụt lại phía sau. Nếu thích ứng được thì dịch mã năng động sẽ cho bạn những khoản thu nhập xứng đáng, thỏa sức mà kiếm tiền, không lo đói kém. Tình cảm riêng khá ổn định, hai người không có nhiều thăng trầm và tiến dần tới trạng thái bình lặng. Nhưng gia đình là nỗi lo, người thân có nhiều điểm khiến bạn phiền muộn, có thể là sức khỏe của cha mẹ không tốt, anh chị em không tu chí làm ăn, hoặc quan hệ trong nhà căng thẳng, khúc mắc. Vì nghĩ ngợi nhiều nên tuổi Mậu Ngọ không khỏe, thường xuyên mệt mỏi và choáng váng. Với người huyết áp thấp thì tình trạng ngất đột ngột có thể tái diễn một vài lần. Tốt nhất là nên tới bệnh viện kiểm tra và xin lời tư vấn của bác sĩ, đừng chủ quan để tới lúc tình hình không kiểm soát được thì rất tệ. Quý nhân, Mão, Thìn, tiểu nhân, Tý, Dậu, màu sắc may mắn, nâu, vàng kim, con số phát tài, 02, 06, 82. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, trong tháng 7 âm lịch. Con giáp lắm tiền nhiều của, may mắn tới tấp, giàu có vang danh, cuộc đời dư giả, hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không, quý vị nhé. Vận mệnh của người tuổi Mậu Ngọ, sinh tháng 1 âm lịch. Tháng riêng là Tết Tân Xuân, vạn tượng canh tân, long trầu ngựa phục, khí thế ngất trời. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng riêng, gia vận hưng phát, phú quý cát tường. Trong các tháng trong năm, tháng 1 âm lịch trùng với thời điểm Tết đến xuân về, nên người tuổi Mậu Ngọ sinh vào thời điểm này cũng có tính cách chính trực, lương thiện, có ý chí kiên định, vững vàng, gia đào an yên, hưng vượng vô cùng, từ khi sinh ra đã được hưởng vinh hoa phú quý. Bản mệnh có số thăng quan phát tài, thông minh đỉnh ngộ, ở trên vạn người, không phải chịu sự quản thúc của người khác. Người này được trưởng bối yêu thương và giúp đỡ rất nhiều, có con đường phát triển hanh thông vượng phát. Có thể nói,
Người cầm tinh con ngựa mà sinh tháng riêng thì quả là tháng sinh đại cát của người tuổi Mậu Ngọ, vừa sinh ra đã được hưởng phúc khí kéo dài cho đến hết cuộc đời. Vận mệnh của người tuổi Mậu Ngọ, sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh chập, là thời điểm xuất lực, dụng võ, thể hiện sức mạnh cá nhân. Người tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng 2 âm lịch, tài trí hơn người, dụng mưu như thần, việc gì đã quyết là tất sẽ thành, có tài kinh bang tế thế, có thể thống lĩnh đại quân, lãnh đạo vạn người. Vận mệnh người tuổi Mậu Ngọ theo tháng sinh âm lịch trùng vào tiết kinh chập vô cùng tốt đẹp, tài năng xuất chúng, họ có thể làm nên đại nghiệp kinh thiên động địa. Vừa có đức lại vừa có tài, vừa có trí lại vừa có dũng, vừa có trung lại vừa có hiếu, quả thực không thể có điều gì khiến cho người này lùi bước. Họ có khả năng trở thành lãnh đạo, là tấm gương để người khác noi theo, được kính nể và ngưỡng mộ, cũng được yêu quý rất nhiều. Vận mệnh của người tuổi Mậu Ngọ, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết lập thu. Xem vận mệnh của người tuổi Mậu Ngọ theo tháng sinh thì người này có tính cách mạnh mẽ, kiên định, gan dạ, dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm cao, dù có khó khăn đến đâu, họ vẫn quyết tâm chinh phục và giành được những thành công đáng kể. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 7 âm lịch, có ý chí không thể khuất phục, cũng có tài trí hơn người, họ là người phóng khoáng, nhiệt tình, năng giúp đỡ mọi người, vì chính nghĩa mà chẳng từ nan. Tuy nhiên, tổ nghiệp phúc mỏng nên tiền vận gặp nhiều trắc trở, từ trung vận trở đi, dựa vào nghị lực bản thân và tài năng sẵn có mà tay trắng làm nên cơ nghiệp, được người người kính nể. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuần lễ vàng trong tháng 7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.